Bộ Công an truy nã nguyên giám đốc và phó giám đốc Techcombank Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Tâm, nguyên giám đốc Techcombank Hồ Chí Minh và Đinh Thị Hiền, nguyên phó giám đốc vì gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỷ đồng. Chiều 24 tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46 Bộ Công an cho biết, cơ quan vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Techcombank Hồ Chí Minh và Đinh Thị Hiền, nguyên phó giám đốc Techcombank Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Techcombank Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỷ đồng. Cầm đầu trong vụ án này là ông Đặng Phước An, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vân An, tỉnh Bình Phước, bị khởi tố và bắt vào tháng 3 năm 2016 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số lãnh đạo cán bộ khác của Techcombank Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về cho vay. Theo cơ quan điều tra, tháng 3 năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn Vân An vay vốn tại Techcombank Hồ Chí Minh và được cấp hạn mức tín dụng đến 45 tỷ đồng. Giữa năm 2008, do kinh doanh thua lỗ, công ty này không còn khả năng tài chính để hoạt động, nên ông An đã lập báo cáo tài chính thể hiện công ty Vân An kinh doanh có lãi để được gia hạn mức tín dụng. Sau khi được gia hạn hạn mức, An đã lập hồ sơ chứng từ khống nộp cho Techcombank Hồ Chí Minh để ngân hàng tiếp tục giải ngân cho công ty Vân An chính khoản vay gần 30 tỷ đồng. An còn chỉ đạo cấp dưới của mình lập các chứng từ khống cầm cố cho ngân hàng 4.960 tấn hạt điều thô và 200 tấn hạt điều nhân, cam kết bổ sung 960 tấn hạt điều thô nhưng không thực hiện. Đối với Lương Hữu Lâm và bà Hiền, ông Lâm đã ký duyệt giải ngân 8 tỷ đồng, bà Hiền cũng đã ký duyệt giải ngân gần 11 tỷ đồng cho công ty Vân An. Ngoài ra, hồ sơ vay vốn của ngân hàng thiếu rất nhiều chứng từ, công ty vi phạm hợp đồng tín dụng, đáng lẽ ông Lâm và bà Hiền phải ra quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi nợ, nhưng hai người này vẫn duyệt giải ngân gây thất thoát cho ngân hàng. Tháng 3 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố bắt tạm giam bà Hiền và ông Lâm. Tuy nhiên, hai người này đã trốn ra nước ngoài. Ngày 24 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với bà Hiền và ông Lâm, đồng thời Bộ Công an đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với hai bị can này.